Yo, hello. Hôm nay chúng ta cùng đi tiếp những cái bí ẩn cuối cùng của cái map Caspian này nha. Còn mỗi một dấu hỏi chấm thôi, ngay trước mặt đây này. Ok. Hướng này hả? Đi vào đây. Mặc dù đường chính là nó có một cái đường mòn nó đi bên trên này, nhưng mà vì cái dấu hỏi chấm ở dưới nên mình cứ đi vòng xuống dưới xem sao đó nha. Biết đâu lại có bộ tộc gì cần giải cứu. Ủa, chút chút mẹ chết cái đường đấy. Chết 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 chết. Nên đi bộ mọi người ạ. Dưới này mà đi xe xuống đấy, nhìn không có ra được cái chỗ này này. Đúng cái hang này rồi đúng không? Bỏ mẹ rồi, đúng phía cái hang này rồi. Ồ, có cả cái ô dù gì cơ. Nghỉ mát à? Chết cha, đấy là có người ngồi không nhỉ? Xa quá, nhìn đâu rõ mà cái ống nhòm này đâu nhìn được. Đang ngồi hả? Ê, đi mẹ, đang ngồi thật kìa. Hay đây là thằng Saul? Cái thằng San đi sao chứ? Thử đi ra xem nếu nó phản kháng gì thì mình bắn bỏ mẹ đi. Baron hả? Warehouse Saul, Saul đâu rồi? Ngay cả khi ta đưa hắn cái xe. Ô đây, đây chính là thằng Baron hả? Sao bảo Baron chết rồi hay sao mà? Thần kinh à? Xung quanh của nó là toàn hình nộm gì ấy chứ. Thằng Son đâu? Đúng một thằng ngu. À, một người mới đến. Ô, thế hóa ra thằng Baron ở góc này à? Cùi bắp này hả? Quả hay lắm. Để ta nói này. Tất cả các người, hãy cút đi. Ô, thế kia không phải là trụ sở của nó à? Nào người trẻ ạ. Giờ chúng ta có thể bỏ cái mặt nạ này ra. Mày đang đeo mặt nạ đéo đâu? Mày bị điên à? Mặt mũi sứt sẹo, ngậm tăm nữa chứ. Mình lấy súng được không? Lấy hết công cụ đi. Súng đang dài, giờ ngắn tún lại. Không hiểu anh ấy đang nói gì, nhưng mà có thể cái chỗ này có cái mình dùng được. Giường thì không ngủ được, nhưng mà bàn làm việc thì mượn được này. Được đấy. Ok, xin cảm ơn. Hình như trên bàn có khẩu súng gì nữa này. Ui, nhiều công cụ thế. Ô, áo giáp mới à? Từ từ xem cái áo giáp nó có chức năng gì đã. Nó có dấu thập cái kia có nghĩa là khả năng nó tăng lượng máu hay là bảo vệ gì thôi. À, có thể mang được thêm nhiều máu và filter bộ lọc. Nhưng thôi mình cần mang nhiều vũ khí thôi. Mang nhiều mấy cái đồ vũ khí. Chai lọ bom mìn cho nó thoải mái. Đây rồi. À, tao mới tao, tao nhớ rồi. Nhớ gì? Mình có nên giết không nhỉ? Hạ vũ khí mày xuống và chúng ta nói chuyện. Ok. Ê, hay đây. Giọng ông này không giống giọng của cái thằng hay nói trên radio đâu nhá. Đúng không nhỉ? Hay là nghe nó khác? Hay ông này mới chính là Baron thật? Là sao? Đéo hiểu gì cả. Baron đéo thì lại ở cái nơi mà thâm sơn cùng cốc này. Bởi vì mình không có hiểu tiếng Anh nhiều, thành ra là nếu bạn nào mà biết qua về cái này thì có thể kể cho mình ở dưới phần bình luận cho mình biết thêm nhé. Chưa rồi, mình làm thế có sao không nhỉ? Không được à? Mày có điên không? À không, tao không điên. Lại cảm ơn mình sự hợp tác. Chúng ta đâu rồi? À, tao nhớ rồi. Đấy, giờ nói tiếp này. Có quá nhiều tài năng ở trong người người ta cái gì?
Thấy cái cổng kia không? Nó thậm chí còn không giống tao. Tất nhiên rồi, nó không phải. One talent too many. One talent too many là sao? This cretin painted this off my double. Should have been a spitting image of me. But I don't even recognize this face. I can't remember where the painting came from either. No matter though. Let's talk about something else. Nói về vài cái khác. And trains, for thử xem, example. Đoàn tàu chẳng hạn, ví dụ thế. Ồ, có ảnh của ông ấy nữa này. We've been waiting for you. We do have ears in the vest, just like you have, used to have here. Don't take it personal, but all of your spies. Không phải có vấn đề cá nhân gì ở đây cả. For offending the holy flame. A man's got to know his limitations, you see. I have a right to laugh at that bullshit because I invented it all. I don't remember when, though. But that don't matter. What matters is that even I keep the facade up when there's slaves around. And anyone so crass as to publicly, chưa nhập tâm câu chuyện lắm. Offend the holy flame is an enemy. Is that clear? You people should learn subtlety. Then we might even cooperate. Hey, ông lại xuống đâu nhỉ? Sent here for nothing, after all. I have received some reports on your latest adventures. Was it you who stole our water, Bowser? No. Don't bother denying it. I know everything. Well, hey, no harm, no foul. The slaves will have to drink a bit less for some time. That's all. Do you really expect my double would even consider not topping up his swimming pool over that trifle? Oh. Cái tòa tháp kia bên trên có cả hình cái mặt người luôn. Đây chính là nơi mình sắp đến đấy đúng không? All the slaves will have to die of thirst before the Baron cuts his morning shower time to half an hour. For such is the will of the Holy Flame. Holy Flame, lửa thánh. The main lesson from this fiasco will be learned by the cretins that let you pull this heist off. And a Bowser is a minuscule price to pay. If that makes them to start treating the task of guarding the only source of fresh water in the area with due diligence. The lesson made even more convincing by the punishment you personally delivered to the culprits in question. I must check the điện thoại, tôi là đặt cái nhà. I must say you will never disappoint. Vừa mới ngừng tiếng nghe điện thoại thôi. Cũng không có thay đổi nhiều. Nó cũng không có nói gì thêm cả. Didn't you help that witch escape from the lighthouse? Oh, don't shy away from taking credit. It was all part of the plan. Tech sủa game này cũng chưa phải là hoàn hảo lắm đúng không? Mình chơi chất lượng ultra rồi đấy. Everything must look natural after all. Duel will kill the accursed Baron. The oppressed people will rebel. They will be headed by the new leaders of the resistance. Duel will by right take the tyrant's place. Many of his old flunkies. Ông đang nói về Gil, cái cô người Trung Quốc mà mặt đẹp đẹp mà tuy là bị sẹo á. Nói về cái vấn đề tự chủ nghĩa tự do của cái cô ấy. Quá thế, nói chuyện này nó có tác dụng gì không ta? Có hiểu đéo gì đâu nhỉ? Hay giết cha đi. Đánh nó một cái nhỉ, cho nó ngã mẹ xuống vực cho nó vui. Rồi sao? Chắc là hết rồi đấy, chắc chỉ đến thế thôi. Để xem nó còn dấu hỏi chấm không. Ta không muốn. This is a good decision, young man. We have no cause for a quarrel, you and I. So, young man, where did I stop? Ah, here. Lại nói tiếp à? And when they, dying of hunger, chết đói này, parched throats, bắt đầu cầu nguyện về ngọn lửa vĩnh hằng cứu rỗi họ, tao sẽ đi lên từ cõi chết và ta sẽ trị vì chúng. À, hóa ra thằng này nó bày ra một cái kế hoạch.
Such is the will of the holy flame, young man. Có quái vật gì đây à? The holy flame. When did I get? Nó bày ra một cái đéo gì nhỉ? It's a great idea too. Cái tựa, mình bị cái tiếng quái vật kia mẹ nó làm cho mình sợ quá. Đại khái là thằng này nó đang bày một cái trò gì đấy liên quan đến giả thật gì đấy ấy. Bây giờ nếu mà phanh phui ra xong thì nó sẽ quay lại và như kiểu nó hồi sinh từ cõi chết. Và mọi người sẽ phục tùng nó một cách mẹ gọi là cuồng tín luôn á. What a noble pursuit. Now, having had their fill of freedom in the desert with no equipment or protection from mutants, the survivors will finally understand what it is they really need. A human is essentially a simple being with very basic needs. Some food and water, a modicum of protection from the desert of reality that surrounds us, and what is most important. Mình tưởng nó quả nói chuyện nó lại sùa cái con đéo ra cắn mình cơ. Serving the will of the holy flame. Phục vụ dưới ngọn lửa vĩnh hằng, ha ha. Ừ đúng rồi. Thằng nó nói nhiều thật, thế chắc đây là Baron thật rồi. Thôi. Cái kế hoạch của nó mình không có ảnh hưởng lắm. Đã đi rồi à chàng trai trẻ? Ừ tao đi thôi chứ tao biết làm đéo gì bây giờ. Khó hiểu vãi cái đái à. Chả hiểu nó yêu cầu gì luôn á. Trên bản đồ chỉ còn mỗi một cái chỗ đấy thôi. Đi lùi lại. Đúng rồi, đây không phải thằng Baron trên radio. Thằng Baron trên radio là thằng giả, ông kiếm là thật. Quái gở thật đấy. Nói bậy đấy chứ. Ông Baron thật, ông ấy vừa rồi ông đâu có nói thế, rất tử tốn. Nói chung là không biết là xấu hay tốt, mình cũng không hiểu cuộc đối thoại nên nó ẩn ý cái gì. Nhưng mà chắc chắn là ông ấy có mang tính cách của một người lãnh đạo hơn. Nói chung là kẻ địch thì kẻ địch, nhưng mà vẫn có dành một sự tôn trọng cho người ta như vậy. Gần cái tanh. Chúng tôi đang đợi anh. Đâu? À đâu, ok. Đây, tôi đây. Artyom, we took a look around. The main gate is guarded by a skeleton crew. You cannot go through gate. Go through the prison cellar where the Monai Bailer keep the slaves. Hãy, cô là cô gợi ý là đi vòng qua cái khu mà giữ nô lệ. Kế hoạch là sẽ cô Gil này sẽ hạ lính một cách nhẹ nhàng. Ít nhất thì cũng có thể đánh lạc hướng chúng khi mà mình đi vào trong lòng đất. Vậy là mình không đi cổng chính nữa, mình sẽ đi đường vòng này hả? Ok. Đừng để bị bỏ phía sau. Thế thì lẽ ra mình phải đi buổi tối mới đúng. Vào đây à? Như nào? Đó phải đây rồi. À đây, họ cũng đi theo mình luôn mà. And all have been under brainwashing for ages. Ray chasing để làm gì trong khi những thứ cơ bản nhất thì đéo làm được, ví dụ như chân chui tọt mẹ xuống lòng đất này. Trông nó giảm độ chân thực. Này còn bước dẫm cả lên hòn đá nữa chứ. Để chắc họ sẽ mở cửa ra cho mình. Thế thì trong này mình nên dùng cái ống nhìn ban đêm đã này. All right, I'll raise it and you get through. Tốn bin thế nhỉ. Nhanh lên, cái này nặng lắm. Từ từ, tao đang sạc điện. Yếu thế.
Đây là nơi để mày thể hiện mà. Mẹ có người đẹp đứng ở kia thì phải thể hiện đấy chứ, cứ kêu la thế. Ôi xịt, con mẹ tối thế. Địt con mẹ, chỗ này mà có quái thì bắn đùng đùng đoàn đoàn mất thôi. Có quái vật trong này mọi người ơi. Địt con mẹ, đã có thằng lính ở đây. Trai bộ à, bọn cướp hả? Nó săn mình rồi, nó săn mình rồi. Né ngay, né ngay, né ngay. Không nhìn thấy đâu, trời tối thế này nhìn thấy đâu được. Đấy, chạy hướng đấy đi. Sao nó không vào đây? Hình như nó không tìm thấy, nó bỏ cuộc rồi. Ơ, nó đã vào đây à? Ô, gỡ 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 gỡ. Mình nên phi dao giết chết nó không nhỉ? Địt con mẹ nó. Chiến đấu không phải lợi thế của mình. Oh, có cả túi đồ ở đây luôn. Con mẹ này mặt kinh quá. Cái gì ấy? Không sao, tôi đến cứu ông mà. Tất nhiên tôi không giết ông đâu. Ui, toàn chó thịt ở đây kinh quá à. Đáng nhìn cái ban đêm đâu, vô dụng. Ui, chó à? Ê, chó ngoan à? Chẳng lẽ là phá lồng ra cho chúng mày? Im. Chó đéo hư thế nhỉ? Hư 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 hư, im 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 im. Nói thế chứ vẫn phải dùng ống ban đêm mà. Địt mẹ, chó đến rồi, chó đến rồi. Hay quá, trong bóng tối. Nó nhìn thấy chưa? Nó chưa nhìn thấy à? Vô lý thế mà. Phi dao chết này. Địt mẹ con chó, con chó, con chó. Đừng bắn tôi làm ơn. Ôi chết rồi, sao cái đèn này mình ấn nhầm bật lên. Chết hết chưa? À, chó bị sộ nhốt rồi mà. Uầy, bọn hút xì xa ở đây ạ. Chỗ này có rất nhiều nô lệ. À,
tiếng chó chạy trong này. Thế mà nhà to thế. Giờ thì đi quanh xong khu này xong có gì lấy được không nữa. Cảm ơn đừng bắn tôi. Tất nhiên tôi không bắn ông đâu. Tôi xem có gì nhặt được không nữa. Đi qua bếp này. Toàn nô lệ ở đây thôi. Vãi chỗ này giường như kiểu là hậu cung ở Ba Tư ấy nhỉ. BXD là cái gì? Nó không có hiện sắp ở dưới nhỉ. Sẽ toàn tiếng Nga này mình hiểu sao được. Chết rồi, ban ngày này. Ôi, mình sắp đến gần ngọn lửa Vĩnh Hằng rồi kìa. Mày đến từ đâu? Bắn nhau ở đâu đấy? Haha. Ồ, một cái toa tàu. Tin tốt này, cái tanh này là đầy, đó là tất cả những gì chúng ta cần. Có một cái tin xấu, đó là cửa thì đã khóa và chúng ta không thể ra. Vậy bây giờ chúng ta phải đi mở cửa. Phải xử lý vấn đề với cánh cửa. Cái cửa có kế hoạch B. Cái cáp kết hợp với bên trên tốp của ngọn tháp. Ồ. Vậy chúng ta phải lên trên ngọn tháp này hả? Oh shit. Chỉ cả đi cướp thôi mà sao lại bây giờ lại phải khổ thế này. Nó nói trên radio rồi kìa. Rồi, nhiệm vụ bây giờ là đến thảo phía trước rồi. Quan trọng là vào kiểu gì chứ. Cái gai này đâm vào có chết không? Sang kiểu gì ta? Hạ súng xuống và đến đây. À, mở cổng ra và cho những vị khách đến. Ồ, vậy là mình hạ súng xuống là được. Này, tôi đến đây. Đó là gã đó đấy. Ồ, những người nô lệ đang bàn tán với mình. Vãi thật. Chế độ đón khách nồng nhiệt thế. Good luck. Có quá nhiều bọn chúng. Ôi, ý của thằng Damir nói là trong này có quá nhiều nô lệ luôn. Thành ra là không thể nào giết bừa bãi được cơ. À, lối ra ở đây à? Ê, bọn cướp này. Ơ, đây là đội của thằng Hụ. À, thằng Saul này. À, không phải. Chỉ là thằng cướp bình thường thôi. Ôi, độc thế này. Nó gọi mình là băng đảng đoàn tàu. Đây vẫn chỉ là thằng cướp thôi. Nè, thôi đi, đừng đánh hành hạ người ta nữa. Look, you go up that ladder. Past the headquarters, then past the harem, and you'll end up right at the boss's door. Đâu, lại còn lên nữa. Để xem Baron thật sự là thằng nào. Đi nào, làm gì mà lâu thế. Mẹ, đường nó khó đi. Lần đầu tao đến đây tao biết thế nào đường đi như nào. Ôi dồi ôi, nô lệ tình dục mọi người. Mẹ, cái bọn mất dạy này. Vãi cả đái. Oh shit. Không, tôi không có nhu cầu đâu. Đây, trong này đây hả? Ui, cánh cổng dát vàng.
Muốn gặp sếp hả? Vào đi. Don't waste boss time here. À, phải ấn à. Holy shit. Đây là Baron thật hay Baron giả đây? Nhìn xa quá không rõ lắm. Rồi, nó lấy vũ khí của mình rồi. Đây đúng là Baron thật rồi. Đến cái thằng Baron vừa đến nói chuyện với mình rồi. Well, you see, this world is a harsh and chaotic one. Ơ không phải. Lão này mặt không có sẹo. I'm just doing my best to introduce a little order into it. Ơ khoan á. Khó hiểu thế nhỉ? Baron đi có mẹ là thế đéo nào. But with no hope, you can't live. Mình nhớ ông kia cũng ngậm tăm nhưng mà mép của ông còn vết khâu cơ. Ông này cũng có vết sẹo ở mồm nhưng mà chẳng lẽ mẹ sau có vài phút mà lại tháo ra đấy hả? Mà ông này có chống gậy nữa chứ. Khó hiểu thế nhở? I'm not asking for much in return. Oh. Surrender Gyul to me. Hãy giao nạp Gun cho tao, đưa cô cho tao, và tất cả chúng ta đều là người chiến thắng. Tao có Gun, còn mày thì có nguyên liệu. Ồ, nó mua chuộc mình hả? Mình nghĩ ông này là Baron giả rồi. Ok, đi tẹt. Thằng chó nó định lừa mình. May quá, có đồng đội cứu. Mày à mày. May quá. Mình còn chưa kịp có cơ hội định giao nạp mà Gun hay không, nó đã định xử đẹp mình rồi. Thằng hèn, đi ra đây. Mày nghĩ tao là thằng ngu à? Nào, mày không muốn thỏa thuận hả? Tất cả chúng mày sẽ phải chết. Bắt đầu với mày đi, Gun. Giết chúng. Đâu, ai đến? Thằng nào đến? Chết rồi, cô ở đâu rồi? À, cô ngồi đây à? Từ đã. Chọn vũ khí đã. Mẹ chúng mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Chết cháy đi. Đâu nào đâu ấy. À nó góc này. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cận chiến cho đỡ tốn đạn không? Từ từ, mình vừa nhặt được cái nòng súng cho cái súng shotgun. Không biết có gì đặc biệt không? Giảm đam à? Giảm đam thì thôi, khỏi cần nha. Tao cứ phải đam to nhất. Oh, motherfucker. 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 Mày còn nói được nữa không? Tao sẽ đi trước khi bọn chó này chạy mất. Tao sẽ bắt hắn ngay phía sau. Đợi chút. À, cô là cô sẽ lẻn qua bên kia. Ok, ok, ok. Cô qua đi, cô qua đi. Where are you going, you windbag? Cái gì đấy? Ôi chết mẹ nhầm. Địt con mẹ mày. Mày. Ô
Ô, còn đi chó này. Căng thế nhở. Chết chưa? Có gì cho tao nhặt không? Look at the carnage. You went all out here, didn't you? May quá. Có cơ hội ông đến. Hay lắm. Bom của Gun đặt đây à? Mở được cửa chưa? Ông này đến hơi muộn một tí. Nhưng mà vẫn kịp mở cửa. Nào. Ôi chết rồi, Gun bị bắt rồi. Có cứu được cô này không đây? Ui, đúng rồi, mình phải cứu người đẹp. Đi, con mẹ thằng chó này. Các bạn nhái nút gì không đây? Ê, có người bắn, có người bắn kìa. Hay lắm. Ông ngắm, ông ngắm. Ui rồi. Anna bắn hả? Đã đội chỉ có Anna là sniper thôi. Ê. Đầu tiên cái đoạn này thằng này chết là mình mới nghĩ ra một cái vấn đề này. Chắc chắn cái ông này không phải là cái ông Baron vừa nãy mình gặp đúng không? Vậy mình hiểu rồi. Ông ấy không có, nói chung ông không có vấn đề gì với mình cả. Ông ấy như kiểu là ông ấy muốn mình đến và giết được thằng Baron này đi ấy. Khi đấy thì ông ấy sẽ, có nghĩa là ông ấy tự nhiên kiểu ông xuất hiện lại thành mọi người tưởng ông ấy đội một sống dậy ấy. Cảm ơn đã giúp người của tôi. Tôi sẽ mãi mãi không quên. Ủa? I was so worried. À, Damien quê ở đây mà. Mình làm như này nó cũng giúp được Damien rồi. Nói chung ở đây cuộc chinh chiến còn dài lắm. Cái cô Gun này, cô ấy còn phải ở đây một thời gian, bởi vì cái thằng Baron thật kia kìa, nó vẫn còn đang sống. Mà Damien phải đi cùng mình rồi. Thế nên giờ cô ấy sẽ một mình ở đây. Có chuyện nó cũng bỏ lửng nhỉ. Nó như kiểu là nó muốn truyền đạt một cái gì đấy. Ý là cuộc sống nó luôn có những thứ dở dang ấy. Đồng bằng Volga cũng thế. Mình bỏ lại cuộc sống ở đấy, cũng không có giết cái thằng thủ lĩnh kia. Ở đây mình cũng chỉ cứu nô lệ một phần thôi. Rồi sau đó là để cô Gun có tự xử lý tiếp. Đam miệng đi với mình mà. Oh, oh shit. Ngẩng đầu lên nào. Ngẩng cao lên. Ôi mà vãi, hút thuốc rồi đấy. Trời ơi. Oh shit. Có mới hút thuốc được cố em. Kinh, người xạo, trắng đục. Tại sao Crest lại hút thuốc chứ? Thật là kinh khủng. Ôi chết rồi, mặc quần áo bằng nhanh, có người đến. Trời ơi, mẹ cái thằng nào. Thằng Stepan này nữa. Nhanh thế. Tạm biệt nhé, Atom. Oh shit. You know, Artyom, I've been looking at Stepan and Katya, you and me, and thinking how lucky we are. It was so different. Giờ là trên mục mà gọi là tâm sự với vợ đây à? Bình thường mà ngồi trước mặt vợ lại hút thuốc, thổi phì phèo vào mặt vợ này, nó đánh bỏ mẹ chứ này. My mom died. Để trong đúng trong game. Chả có bà vợ này để chấp nhận chồng mình hút thuốc thổi phì phào mặt này. Used to come home from the barracks and reach for the bottle while taking off his boots. Làm chén em. And then he'd stop appearing for a time. And while he was cái animation không thật lắm nhỉ? Uống rượu nó không được thật. She'd feel better. Tôi muốn tâm sự với em nhưng mà em mặc áo mất rồi. Mất đi cái sự hưng phấn của anh. Anh đi đây. Nhưng mà thằng Stepan nó cũng có vào đéo đâu. Nó chỉ gõ cửa thôi mà. Chưa gì đã sốt xình xịch lên thế rồi. Chán em lắm. Ôi cái gì đấy. Vợ mình đã mặc áo đầy đủ. Để đi đâu đây. Ở
ở dưới quán gì không? Chỉnh sửa lại vũ khí một tí. Ui, mình hết nguyên liệu để chế tạo luôn rồi đó. Cần phải nhặt nhiều hơn rồi. Đằng sau là còn ai không? Lấy luôn cả cái toa nhiên liệu của bọn kia này. Chắc ở dưới này sẽ có một ông ấy, xử lý cái này ha. Không có vào được. Cũng không lên đây được. Chúng ta cứ thế có cái toa này thôi. Vẫn đang đi vùng hoang mạc mà. Ô mẹ lỗi à? Sao có đống cỏ bay lơ lửng ấy cơ? Ô cái gì này? Oh shit. Game làm rất là củ chuầy nhá. Lừa đảo nhá. À lấy luôn cả cái xe của thằng Saul. Trốn ra để hút thuốc. Khổ nhỉ. Có ai cấm hút thuốc đâu mà phải trốn ra cuối tòa tàu này. Đếch đi lại được. Phải dập mới đi được. Cứ đứng ở đây mà hút thuốc. Khổ thế. Nhật ký à? Tokarif. Tôi viết cái này bởi vì tôi cảm ơn vì cuộc phiêu lưu á. Nên thế đấy, tôi đang chuẩn bị đám cưới bất ngờ dành cho Katya và Stepan. Tôi cần anh giúp. Tôi sẽ làm nhẫn cho họ. Stepan thì không vấn đề. Tôi có thể làm cái găng tay cái gì. Nhưng mà tôi không biết về cỡ tay của Katya. Và có khi đó là một cách để chết nếu mà tôi muốn biết bây giờ. Ừ, có nghĩa là không dám cầm vào tay Katya để mà đo nhẫn. Mà lại cần phải bất ngờ cơ. Có những cái đó hay nhỉ. Chỗ này thành nơi làm việc của ông Tekarov luôn. Ông định làm đám cưới bí mật cho Stepan. Nhà vệ sinh đặc thế. Rồi, lên liên hoan cùng mọi người nào. Ông bố vợ nhìn mình vui vẻ hơn rồi đấy. Gọi ra rồi. Em bỏ lỡ gì rồi, chả bỏ lỡ cái đéo gì cả. Để đám cưới luôn đấy à. Một nửa năm trên đường với 4.000 cây số đã bỏ lại phía sau. Chúng ta đã có quá nhiều. Nhiều cái đó đi. Được rồi mọi người. Tôi hiểu là tôi không thể giữ những bí mật này lâu hơn nữa. Sau những gì đã học được trên bản đồ, tôi đã tìm được một nơi chúng ta có thể gọi là ngôi nhà mới rồi đấy. Nào đâu đây. Chết rồi, hoa nhiều thế. Ngôi có một khu rừng ở phía sông thung, phần thung lũng gì đấy ấy. Chắc một hành trình đến đó rất quan trọng. Có 2 ngày từ đây. À, cùng chúc mừng mọi người. Tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá. Ồ, chết cha rồi, quan trọng ngày hôm nay. Ê, nhẫn. Ô, nhẫn này. Hãy lặp lại theo tôi nào. À, xây, cùng nói lời thề nguyện nè. Trời ơi, vợ ơi, đừng ho nữa. Cái ho này nó dễ lây qua tị giác với khính giác quá nhỉ. Cũng nên cho Stepan có tình yêu thôi. Ông đã biết đánh đàn, nghệ thuật, nghệ sĩ lắm. Thành viên nữ duy nhất trong đội lại là con gái của thiếu tá. À, của đại tá. Thành vợ của thằng Atom chết tiệt ở đâu ra rồi. Bây giờ phải để cho ông có một nơi để chút bầu tâm sự chứ đúng không? Goku, như kiểu là Zo ấy. Yo. Yo. Yo.
Tôi chết mẹ, kho ra máu hả? Cái gì đấy? Ô oh. Chết thôi, cô ấy giấu mình à? Nhìn cái ánh mắt kìa. Anna, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ơ, cẩn thận đấy mọi người. Anna, cố lên. Chuyện gì vậy, Anna? Ngất mẹ luôn rồi. Cho cô ấy không khí đi, để cô ấy thở. Để xem nào. Bà là biết bắt mạch à? Tôi xin lỗi vì đã không nói gì. Nói gì vậy con? Con gái yêu. Ở Yamanto, khi chúng ta bị bắt ấy, tên bác sĩ đó đã nói về bệnh tình của con. Khí ga đã khiến cho con. Hắn nói sẽ không còn lâu nữa. Sao lại tin nó? Thằng quái vật ăn thịt người đấy. Nó biết cái giáo gì đâu. Nó nói thế để con tự nguyện chết thôi. Katja Atom. Cần nói riêng này. Chết rồi. À vậy là bảo sao lúc cái thằng kia nó nói ấy, cô lại ở cái lúc mà mình giải cứu cô này ấy, thằng ấy đang định nói cái gì ấy, cô ấy giết cái thằng bác sĩ ăn thịt người đấy. Em ổn mà Atom, đi đi. Em ổn rồi. Ổn cái con cặc. Đéo mẹ. Làm không khí đang vui tươi. Đánh đàn cái. Thật là. À mình vào đây làm đéo nhỉ. Quên phải đi lên chứ. Sao nó nói chuyện riêng với cô này nhỉ? Này con trai, hãy cho chúng ta biết đây. Thôi đại tá bình tĩnh. Có ai biết cái đéo gì đâu. Katja, cô nghĩ gì đây? A move from humid metro into the desert with its dry heat and sandstorms is a stress for lungs. Yes, I do think she'd be hit really bad right off the start. My thoughts gas. Exactly. Thus, first I'll check her condition. Đầu tiên chúng tôi sẽ kiểm tra về những gì chúng tôi biết. We're approaching the valley with its forest air. That alone could heal her. À, trong rừng có những loại thuốc mà có thể động kiểu không khí trong lành có thể hồi phục sức khỏe gì đấy. Anna ho ra máu. Ôi trời ơi. Nghe giống như TB đối với tôi vậy. TB chúng ta có thể xử lý. TB chắc ông lại tưởng là ho lao hả? Nhưng đây là nhiễm phóng xạ mà ở cái phần ở rừng sông cái gì nhỉ? Sông Volga ấy, có một quả Anna bị rơi xuống một cái hang ấy. Một cái đường một cái gọi là cái hầm đúng không? Hầm phóng xạ. Mà nằm mãi như thế không có bình dưỡng khí, không có mặt nạ gì cả. Chắc bị lây nhiễm từ đấy rồi. Có một loại thuốc được sản xuất ở Novosibirsk. Chết mẹ, thời gian giờ không còn nhiều. Được, Novosibirsk. Dạ Mark. Ông có làm được không đây? Vì bệnh tình của Anna, tôi có thể đi cả vòng trái đất. Nó khoảng 2.000 cây số. Quá đủ, chúng ta sẽ tiến thẳng vào thung lũng. Nếu ok, chúng ta sẽ ở đấy. Ok, có nghĩa là ông đã quyết định là vẫn cứ đến cái thung lũng mà vừa nãy ông ấy dự định ấy. Nếu mà ổn thì ở đấy luôn. Còn nếu mà Anna mà tình hình nó kém đi ấy, thì sẽ chia đội ra để đến cái nơi mà cô này cô bảo này, có thuốc ấy. Để rồi lấy thuốc ở đấy sau. Bây giờ quan trọng là cô phải nhớ được cái tên thuốc nữa cơ. Lên đây làm đếch đi trời. Vợ ơi sao rồi? À, ông đang bảo là vẫn đến kia vùng thung lũng với không khí trong lành và nguồn nước sạch. Đang nói lại Anna, mọi việc bắt đầu tệ hơn rồi. Có một loại thuốc mà Katja đã nói đến, chúng ta cần phải tìm thấy nó nếu chúng ta cần. Sẽ là kế hoạch tuyệt vời. Không uống rượu à? Đừng lo. Đúng thật đừng lo, nhưng mà thôi. Chúng ta phải đẩy nhanh cuộc hành trình thôi, để lâu vợ mình chết mất. Đã phải chấp nhận cái chuyện dở hơi này được. Chán thật. Lẽ ra đến hành trình đấy là xong rồi.
Thôi, ok, mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Mình sẽ dừng video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ đăng ký cho mình một subscribe nếu chưa nha. Bye bye.